em thấy khổ không? Này mỗi lần quay video là cũng phải hai người nè. Người quay anh em phải không? Ông già sao cầm đèn này. Nếu mà quay video like lên là cũng phải ít nhất là 2 tiếng hồ nha anh em. Dùng app rồi các kiểu mới chỉnh sửa lại anh em. Đó. Chỉnh sửa ghép video lại rồi mới chiếu anh em không? Chua lắm nha. Mất thời gian lắm anh em ơi, sáng giờ á.